đây mình đặt một cái dĩa. Thì cái phần rau á các bạn sẽ để chính giữa như này nè. Còn cái phần tôm á thì các bạn sẽ xếp xung quanh nha. Thì giờ mình cứ xếp hết cho nó đều hết cái phần tôm đi nha các bạn. Bây giờ mình trang trí cái phần tôm xung quanh nè các bạn, một ít mực lên trên. Và mà còn một ít hành phi nè các bạn, mình sẽ cho lên luôn nha. À, mình cho một ít đậu phộng lên trên. Đậu phộng thì bạn nào thích thì đập dập dập ra, còn nói chung có tính mình không có thích đập á. Bây giờ mình sẽ sắc lên trên một hai trái ớt nữa để cho nó đẹp nha các bạn. Bây giờ mình cắt lên đây, phần đây này là hai trái ớt. Để các bạn cắt hết hai trái ớt luôn. Rồi mình cắt lên trên hai trái ớt rồi các bạn. Rồi ở đây mình có một chén mắm để chút nữa các bạn, nếu các bạn nào thích thì mình sẽ chấm mực và tôm. Còn cái phần rau của mình thì đã vừa ăn rồi nha các bạn. Chào các bạn đã trở lại với kênh Cấp Thời Gian. Thì hôm nay mình sẽ trộn rau cần cua hải sản nha các bạn. Ở đây mình có tổng khoảng 4 lạng rau cần cua và 1 lạng rưỡi rau muống. Thì bây giờ rau muống này tí xíu mình sẽ làm sạch và bào nó ra. Còn cái phần rau cần cua này các bạn, mình sẽ ngắt bỏ cái phần bông này nè. Đó. Các bạn nên nhớ là ngắt bỏ cái phần bông này hết nha. Xong rồi mình ngắt ra từng khúc theo gia đình mình ăn á các bạn. Còn cái phần gia vị trong bếp và phần tôm, mực thì tí xíu nữa mình làm rau xong, rửa sạch rồi thì mình sẽ đưa cùng với gia vị một lần luôn nha các bạn. Thì giờ mình đi làm sạch đây. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần rau cho các bạn làm. Thì có lá nào già thì mình sẽ bỏ đi và ngắt hết cái phần của cái bông, ngắt từng khúc. Cái rau cần cua mùa này nó cũng non lắm các bạn. Cái này là người ta trồng, người ta tưới nước á. Còn ví dụ nó mọc ở trên rừng á, thì do mùa mưa á, nó mới non. Còn mùa này thì nó già lắm. Cái này đã non là người ta trồng ở nhà á, ta tưới nước á, đều của nước á các bạn. Còn cái phần rau muống thì chút xíu mình sẽ bỏ hết cái phần lá này thì mình sẽ bào lấy cái cọng thôi nha các bạn. Bây giờ mình lặt xong rồi các bạn. Đó, phần cần cua thì mình cũng đã lặt xong nè. Các bạn thấy không? Lặt xong và nhìn nó ngon đi không? Rau muống thì mình cũng đã lặt xong hết luôn rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị một cái thau nước để mình bào cái phần rau muống ra các bạn. Ở đây mình đặt một cái thau thì các bạn cho hết cái phần rau muống vô mấy bên thau nước của mình nè. Đó, khi các bạn đặt vô này nè, cái phần rau muống mình nó thấm vào nước, nó sẽ hút và nó sẽ tươi cái phần rau muống hơn. Thì ở đây mình có một cái dao bào. Dao bào của mình thì nó màu đen, nó hơi cũ cũ nha các bạn, nhưng mà bào bén lắm á. Đó, thì ở đây các bạn bào nó ra. Bỏ nó ra sờ sợ như vậy nè. Để một hồi mình trộn chung với lại cần cua đó cho nó ngon đó các bạn. Đó thì cứ như vậy các bạn bào cho hết cái phần rau muống luôn nha. Mình bào xong rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái phần rau muống mình bào xong và với nước rất là xanh luôn nè. Đó. Cái này thì các bạn đừng bỏ muối và cũng đừng có cho chanh nha. Chút nữa mình rửa đó các bạn thì mình sẽ dùng một ít muối lỏng để các bạn rửa. Chắc bạn rửa muối vô luôn á thì nó sẽ xìu hết cái phần rau muống mình nè. Chút mình quậy nước muối lỏng á mình rửa. Còn ở bên đây là cần cua của mình nè các bạn. Đó. Trời, tí xíu nữa thì mình rửa sạch hết rồi mình sẽ đưa lên cùng gia vị luôn nha các bạn. Mình đã làm sạch và rửa sạch hết các bạn. Đó. Bên đây là rau muống, còn bên đây là cần cua. Gia vị mình thường dùng là mình chỉ có bột ngọt và đường, nước mắm nha các bạn. Ở đây mình có một ít đậu phụng, như bạn gọi là lạc á. Ít tỏi, ít hành củ để tí xíu các bạn phi hành lên. Hai trái chanh. Và ở đây có mấy trái ớt. Ở đây mình có tôm nè các bạn. Tổng khoảng nửa ký tôm. Và 4 lạng mực nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc cái phần tôm này với lại cái phần mực trước. Rồi đậu phụ mình cũng sẽ rang luôn. Mắm tỏi ớt thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sau. Mình có một cái nồi thì các bạn cho tôm và mực vô. Đó. Cho hai loại vô luôn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít muối. Và mình sẽ cho một ít nước vào để mình luộc nha các bạn. Cho tầm khoảng cỡ một chén nước thôi, đừng cho nhiều quá nha.
Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và luộc cái phần này cho chín. Mình đợi tôm và mực chín thì mình sẽ có một cái chảo đá hay là chảo không dính cũng được, các bạn cho hết đậu phụng vô đây. Mình sẽ đem đi rang cho nó chín nha các bạn. Rang đợi rang đậu thì các bạn cho vào đây 3 thớt tỏi. Và nếu như ăn ớt nhiều, được nhiều thì các bạn sẽ cho nhiều, và ít thì các bạn cho tầm khoảng cỡ 5 trái thôi. Mình cho tầm khoảng cả 5 trái. Bây giờ các bạn sẽ dùng một cái cây và giã hết cái phần ớt này với phần tỏi này cho nhuyễn ra nha. Khi các bạn giã nhuyễn rồi, các bạn sẽ múc ra một cái chén. Đó. Khi tỏi ớt mình múc ra cái chén, các bạn sẽ cho vào đây là một tí bột ngọt. Đường thì mình cho tầm khoảng cỡ một muỗng cà phê đường nha các bạn. Còn nếu các bạn nào không ăn đường thì các bạn khỏi cho đường vô luôn và giảm cái độ đường lại luôn. Đó, mắm làm để mình trộn thì các bạn làm trong đây 5 muỗng mắm. Đó, còn các bạn nào để ăn nhiều hơn thì các bạn sẽ làm nhiều hơn một tí xíu. Thì giờ mình sẽ nặn trái chanh vô. Các bạn vắt hết một trái vô luôn nha các bạn. Vắt hết một trái chanh vô luôn. Nhưng mà tại vì mình sẽ lượng cái hột nó lại á, không hột nó sẽ dính đó. Đó, khi các bạn bắt hết một trái chanh thì các bạn quậy đều cái phần nước mắm trộn mình lên. Đó, bây giờ phần mắm á, đây là nhà mình 5 trái ớt nha các bạn. Còn nếu như mà nhà mình ăn á thì sẽ tăng cái độ ớt lên thêm một tí xíu. Còn bạn nào ít ăn ớt thì các bạn sẽ giảm cái độ ớt lại. Thì bây giờ mình sẽ để ra một bên. Mình sẽ đi phi hành, rồi sẽ đi rang đậu và sẽ đợi cái phần tôm với mực nó chín luôn nha. Đây phần tôm và phần mực chín luôn các bạn. À, đó nóng hổi luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ đem đổ ra rồi tí xíu mình sẽ lột hết cái phần tôm nha. Khi các bạn lột thì chút mình sẽ hướng dẫn các bạn chừa cái phần đuôi lại. Đây bây giờ đậu mình chín rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rang ở trong cái phần chảo không dính hoặc là cái chảo đá đó các bạn là nó chín nó ngon như vậy đó, khỏi phải cần bỏ muối gì hết nha. Đó, ui nó quá. Thì bây giờ mình cho phần đậu này nguội đi nha các bạn. Đó, còn cái phần tôm nè, tôm thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn lột nè, mà nóng quá các bạn, nó còn rất là nóng luôn. Thì các bạn ngắt cái phần đầu này ra đi, mình sẽ lột hết như vậy. Thì các bạn sẽ chừa cái phần đuôi lại như vậy nè, để khi mình trộn lên và xếp ra cái phần dĩa để cho nó đẹp đó các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ lột hết cái phần tôm này và bóc vỏ cái phần đậu luôn nha. Rồi mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Mực và tôm, chanh, rau thơm nha. Bên đó là hành phi và đậu phụng đó các bạn. Và nước mắm để hồi chút mình trộn á. Còn này là tỏi nè, nếu bạn nào không ăn được tỏi sống thì mình khỏi bỏ vô. Còn nếu mà bạn nào ăn được thì mình sẽ cho vô cho nó thơm. Còn đậu phụng này mình rang chín rồi á và bóp vỏ như nè, nhiều bạn gọi là lạc rang á. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn nha các bạn. Ở đây mình có đặt một cái thau thì bây giờ mình sẽ cho rau càng cua vô. Càng cua vô trước nha các bạn. Và rau muống nè. Đây thì các bạn cho vào hết. Bây giờ mình sẽ cho bột ngọt. Bột ngọt thì các bạn cho sống ở ngoài tầm khoảng một tí xíu thôi nha, đừng cho nhiều quá. Cho đường. Đường thì các bạn cho ở ngoài tầm khoảng một muỗng rưỡi lớn nha. Muối thì lúc nào các bạn trộn cũng phải cho một tí muối để cho nó đậm vị hết. Còn nếu các bạn nào không ăn đường nhiều thì mình sẽ giảm cái phần đường lại á. Thì khi các bạn cho đường và muối cho rồi thì các bạn trộn nó lên một tí xíu đi. Cho nó đều hết cái phần đường với phần muối á. Các bạn nhìn rau muống mình xanh. Bây giờ khi các bạn trộn cái phần rau muống với phần rau này xong rồi thì mình sẽ cho cái nước mắm hồi nãy mình làm á, thì các bạn hứa cho ra tầm khoảng 3 muỗng. 3 muỗng nước mắm rưới vô thì các bạn sẽ cho hết cái phần tỏi sống này vô nha. Khi cho tỏi sống vô rồi thì các bạn cho vào tôm, mực vô hết luôn. Thì mình sẽ cho bắt vào đây cỡ một trái chanh nha các bạn. Dùng cái lược và lược hết cái phần hột lại. Tại vì khi các bạn làm gỏi thì cái độ chua nó phải tăng lên.
chắc hết rồi thì các bạn trộn đều lên. Và trộn cho nó tan hết cái miếng đường hồi nãy mình bỏ vô đó các bạn. Các bạn nhìn rau muống vẫn còn xanh nè. Thì bây giờ mình cho hành phi vô nha. Hành phi thì các bạn cho vào đây một nửa thôi, còn một nửa tí xíu mình sẽ cắt lên trên cái phần mặt sau. Đậu phụng cũng vậy, các bạn cũng cho vào đây phân nửa. Đậu thơm thì mình cho hết nha. Rồi các bạn trộn lên lần nữa. Cái này hôm nay mình trộn hơi nhiều nè các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn trộn rồi xong nè, nó đều rồi. Giờ nó sẽ vừa ăn nè. Nếu các bạn nào nhà ăn chua ngọt thì mình chỉnh ngay từ đầu nha. Bây giờ mình sẽ cho một cái dĩa và xếp ra hết cái phần tôm xong rồi mình sẽ trang trí cái phần rau chính giữa nè các bạn. Đây mình đặt một cái dĩa. Thì cái phần rau các bạn sẽ để chính giữa như này nè. Còn cái phần tôm á, thì các bạn sẽ xếp xung quanh nha. Thì giờ mình cứ xếp hết cho nó đều hết cái phần tôm đi nha các bạn. Bây giờ mình trang trí cái phần tôm xung quanh nè các bạn. Một ít mực lên trên. Và mà còn một ít hành phi nè các bạn, mình sẽ cho lên luôn nha. Rồi mình cho một ít đậu phộng lên trên. Đậu phộng thì bạn nào thích thì đập dập dập ra. Còn nói chung có tính mình không có thích đập á. Bây giờ mình sẽ sắc lên trên một hai trái ớt nữa để cho nó đẹp nha các bạn. Bây giờ mình cắt lên đây, phần đây này là hai trái ớt. Để các bạn cắt hết hai trái ớt luôn. Rồi mình cắt lên trên hai trái ớt rồi các bạn. Rồi ở đây mình có một chén mắm để chút nữa các bạn, nếu các bạn nào thích thì mình sẽ chấm mực và tôm. Còn cái phần rau của mình thì đã vừa ăn rồi nha các bạn. Cái này mình đã làm xong rồi nè. Nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.